Rồi xin chào chú bác quý anh em ha. Hôm nay lên cho bác video gọp 31 hàng con kia Makasu Zumba chế độ nè. Đó, hàng bình dân lắm anh em. Quý anh em chú bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919 nha, 192025 em tên Nghiệp. Phí ship là 30.000 cho một đơn, hai đơn sẽ bao ship hoàn toàn. Hàng của mình là hàng ship nhanh nha anh em. Đó, anh em mình lưu ý giùm em một điều bắt buộc là mình phải kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Bắt buộc anh em. Có những trường hợp mình không kiểm tra hàng được thì khi mình đem hàng về nhà trước khi mình khui ra mình kiểm hàng bên trong, lấy điện thoại mình quay lại, trong quá trình mình kiểm tra phát sinh hàng dập gãy hư hỏng hay một vấn đề nào đó ảnh hưởng đến sản phẩm, bị đánh tráo ruột hàng hay là như thế nào đó, em sẽ bồi hoàn cho anh em mình 100%, kể cả tiền cước phí vận chuyển cho anh em. Còn tất cả những trường hợp còn lại anh em mình không kiểm tra hàng, mình cũng không quay video lại thì mọi thiệt thòi, mọi thắc mắc về sau em xin phép không giải quyết. Anh em lưu ý giùm em, sẵn đây cũng có một cái điều này, bây giờ cái tụi lừa đảo nó nhiều lắm nha anh em. Hôm nay em nhận được mà cái phản ánh từ khách hàng của em rất là nhiều. Nó mạo danh, nó lấy cái tên của em, lấy số điện thoại của em. Nó gửi cho anh em mình một món hàng vài triệu, vài trăm gì đó, tùy theo người, mà đa số nó đánh vào những cái người mà lớn tuổi không à anh em chú bác mình. Ha. Đó, nó mạo danh em thôi, nhiều khi anh em mình mua hàng bên em, thấy quen rồi thử thấy tên nghiệp nghiệp cứ nhận đại thì về nhà kiểm tra sau. Hoặc là kêu người nhà mình không biết nhận đại rồi. Thực chất bên trong nó gửi mình không có gì hết. Một cục giấy, khúc cây, khúc gạch hay khúc gỗ gì đó anh em. Nhưng mà thông báo mình nhận hàng như vậy, tới lúc đó anh em khiếu nại ngay. Bây giờ nó lừa đảo hình thức nó rất là nhiều nha. Quý chú bác mình lưu ý giùm em, bởi vì em mới bắt buộc anh em mình, thứ nhất là bắt buộc anh em mình phải kiểm tra hàng trước giùm em để hạn chế tối thiểu cái việc bọn lừa đảo đó. Thấy không? Khi anh em mình kiểm tra hàng khui ra bên trong, không đúng như hàng mình đã đặt thì anh em mình hoàn về. Đó. Có trường hợp thứ hai cũng muốn bảo vệ cho anh em mình, lỡ như vận chuyển hàng nó dập gãy gì đó, rồi cái tụi shipper nó cố tình nó quấn ống nước, nó che đậy hoặc nó làm lại rồi sao, khi anh em mình khui ra bên trong, mình em mình không kiểm, mình đem lên mình hàng về nhà, có phải là thiệt thòi? Thứ nhất là thiệt thòi cho quý anh em mình trước, cái thứ hai nữa là khó xử cho em là người bán nữa, nên rất 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 là khó xử, nên bắt buộc anh em mình kiểm tra hàng hoặc là có video quay lại giùm em lúc khui hàng ha. Anh em mình không kỹ thì thiệt thòi, anh em mình tự nhận nha. Và em cảnh báo anh em bây giờ là bọn lừa đảo rất rất nhiều nha anh em. Đó, đặc biệt là bọn lừa đảo công nghệ cao nữa, rất nhiều. Anh em cẩn thận chú ý giùm em ha. Rồi. Cái mã đầu tiên. Em lên cho quý cho bác mình đây lên cần tay nha anh em. Hai cây này giống nhau nên mã số 1 nó mã số 2 là nó giống nhau hoàn toàn 100%. Cả hai cây gần như là chưa sử dụng. Chất liệu phíp nha anh em, nên em cho anh em mình coi một cây thôi. Hai cây chân độ cứng là khoảng 3H đều như nhau nha, dài 4,5 m. Em bóc được hai cây giống nhau thì thôi, lỡ lên luôn. Nè, hơi bụi tí thôi. Đó, 4,5 m, hàng made in Korea. Cần tay chất lửa lọc thiếp nha, tầm khoảng 3H thôi anh em chú bác mình ơi. Gần như là chưa sử dụng hai cây giống nhau, cây số 1 và cây số 2 đều 150 một cây nha anh em. Cây mã số 1 150, mã số 2 150. Rồi, mã số 3 là cây này 3,6 anh em, nó cũng còn luôn cái bao cần nữa nè. Đó. Nè, 3,6 nè. Cây này thì tầm khoảng 4-5H anh em. Chất liệu cũng là phíp luôn nha. Đó. Tầm khoảng 4-5H gì đó. Rất mới luôn nè anh em. Nhưng mà cái lóng thứ hai nước sơn mình có nổ anh em, có rộp rộp lâm bông nè anh em nhìn nè, hộc 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 rồi nè, kiểu nước sơn nó bị nổ lên nè, tấm 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 thôi. Chứ nó rất là mới. Đó, cây này tầm khoảng 4-5H 36 thì cây này mã số 3 bán cho quý mình giá cũng 150 luôn nha. Mã số 3 cũng 150, tiếp tục như mình cây này cần rút mini. 20-40 thu gọn khoảng 43 cm. Chất liệu là phíp anh em, cây này rất mới, chưa lột màng co đó nè. Tất cả mình khoen dòng sứ đá xám này anh em. Dài 1,8 m, nhà độ cứng tầm khoảng 15-20. Chất liệu là phíp. Dài 1,8 m. Ngọn 2 ly nha anh em. Đúng mà cứng tầm khoảng 15-20, dài 1,8 m, rút mini. Thì cây này mã số 4 em bán giá 150. Tiếp tục vô bác mình cây này. Cây này là cây cần ISO khoen nhỏ anh em, cây hàng cũng đai qua, chất liệu là phíp đỏ này anh em. Dài 3,3 m nè, đọt tầm khoảng số 2, một cái Daiwa Restore nè, Sun Restore. Phíp đỏ nha, khoen của mình nguyên cái dàn khoen kháng mặn này nè. Đó, khoen này khoen chính hãng của thằng Daiwa nha. Một khoen rất độc đáo. Phíp đỏ dài 3,3 m, đọt tầm khoảng số 2 nha nè, ISO khoen nhỏ. Mô hình rất đẹp nè, Daiwa phíp đỏ. Đó, 3,3 m thì cây này mã số 5, 200.000. Rồi, tiếp tục với chú bác mình cây này. Cây này cây cần súp 3 khúc 4,2 m nha nè. 3 khúc 4m2 chất lượng là phíp nha. Đó, dàn khoen dòng sứ đá trắng, khoen to cho bá, cây này hãng có thằng Olympic anh em. Ha, hãng Olympic, phíp màn hình cũng rất là đẹp nè, 3 khúc 4m2. Chuyên cho anh em quấn bạc bãi xa bờ nha nè, bạc bãi xa bờ nè, bãi biển á, quấn bạc bãi biển xa bờ nè, quấn lục xa bờ nè. Hoặc là dành cho anh em quấn cá tra, cá dứa bông lau, tải chì nặng rồi đó, quấn mấy nhánh sông lớn rồi đó thì anh em lấy mấy cái này anh em quất nó.
3 khúc 4m2 chất lượng Fib hàng Olympic nội địa Nhật. Cứng tầm khoảng 30 có cần đánh lục nha anh em, tầm khoảng 60 80 có cần muốn lăn C. Mã số 6 350. Mã số 6 350.000 nha. Tiếp đi mình cây này. Bạo lực, full bạo lực luôn anh em. Cây này hãng con Daiwa nè, Sun Restore nè anh em, dài 3m3 3 khúc 2 ngọn nha anh em. Hai ngọn đều là bu rồng rọc hết nè, tất cả mình khoan rồng rọc hết là anh em biết mình chơi hàng nặng rồi nha. Đó, dòng quýnh hàng nặng nè, 3 khúc 3m3. Chất lượng là Fib. Cho anh em đánh bên ha, một con cứng nhất là cứng khoảng 150 đến 230 nè, cây này cứng khoảng 200 nè. Còn một ngọn này cứng mềm mềm thì cũng khoảng 100 đến 120 nè anh em. Hai ngọn nha. Hai ngọn độ cứng như vậy, tất cả mình khoan là Fuji Daiwa chính hãng, khoan rồng rọc hết anh em. 3 khúc 2 ngọn anh em là hai đi biển quýnh bạo lực lượm cây này, bán cho anh em mình giá chỉ có 500.000 thôi nha. Hai ngọn luôn. Một ngọn đáng lẽ cây này một ngọn là giá đã 500 rồi, nhưng mà hai ngọn vẫn bán này mình 500 thôi nè. Mã số 7 nha anh em, 500.000, ngoại hình đẹp. Nguyên zin nguyên bản 500.000 dành cho anh em quýnh bạo lực, quýnh biển bạo lực đâu, hoặc là thích quýnh cá tra bạo lực đó. Tiếp tục đi nè mình cây này. Cây này là cây cần rút dây trong nên anh em hãng cũng đây qua, cứng 50 2m7 nha. Cứng 50 2m7 hàng made in Korea. Đó, bắt máy Fuji cây này nó gãy ngọn anh em. Bắt máy Fuji nè, cây này nó gãy ngọn rồi, để em đo thử nó còn bao nhiêu nha. 2m7 mà nó gãy ngọn nó còn à, ui nó còn chưa tới 2m4 nè, 2m35 thôi. 2m7 nó còn 2m35 thì cây này độ cứng nó rất cứng nè, cứng 50 mà nó gãy thì nó còn khoảng cứng khoảng 80 đến 100 nè. Ê, có gãy ngọn nè, cái ngọn nó còn rất là to, ngọn nằm khoảng 3 ly rưỡi. Thì cái cây này sẽ tặng kèm cho anh em một cái cùm nè, tại vì cái cây này nó về nó có cái cùm này luôn nè. Cái cùm này đánh biển bạo lực quýnh máy điện anh em, cá chắc cá lớn quá nó lôi gãy ngọn nè. Đó, em sẽ tặng kèm cái cùm cho anh em mình luôn. Cái cùm này đáng lẽ có nó trong đây nè, em gỡ gây đây nè, để nữa nè mình có lấy mình gắn em ship cho nó dễ, chứ nó gắn vào đây anh em gỡ hàng rất là khó, thì cần bỏ trong nước không được. Đó thì cây này em mã số 8 nha, em bán cho bác mình giá là 250 nha anh em. 250 nha. Thì đó, ấy xong gỡ xong thì em sẽ gắn lại. Tới lúc có đóng hàng em nhớ em mới gỡ ra. Chứ khi trước khi bỏ tùm lum tà la các anh em chốt liền, em còn nhớ cái vụ 2 3 ngày sau anh em mới chốt cái này các em quên mất tiêu cái cùm. Cái gỡ anh em mình thiếu cái cùm đó thì kỳ cục lắm, anh em mình không nhận nữa rồi ui mất công lắm, nhiều thứ lắm. Ây da, ây da, ây da. Ây da. Ây da. Đó. Tạm đi đi nữa gỡ cho nó dễ. Rồi tiếp đi mình cây này cái dây trong 3 khúc anh em, cây này đai qua nha. Cây này phôi không đẹp nên em bán giá cho anh em mình về mình dựng lại nha anh em. Đó, một cây đai qua mắc in ra băng anh em. Không, cây này mắc in Thái Lan quá, trong phải ra băng đâu. Mắc in Korea anh em, cứng 80 3m1 nha. 3 khúc mà cái góc như thế này. Góc bằng 1/22 lóng ngọn nha. Nguyên zin nó như thế này nha anh em chú bác mình ơi. Chỗ nó không có dập gãy gì hết cho nên nó quấn ấy thôi. Bắt máy Fuji, hàng cũng đai qua Cypress nè, cứng 80 3m1. Thì cây này em dựng nó dành nên cách cái tra được nữa nè. Ngọn 2 ly 8 nha, ngoại hình thì không đẹp, phôi chạy xước nè. Đó, chạy xước sơn bóng bên ngoài rồi không đẹp, thì cây này về anh em lấy phôi dựng nha anh em. 80 thì quýnh vừa lắm. Đó. Zin có nó như thế này nha, chứ không phải là cái góc nó bị cắt nha anh em. Zin như thế này. 80, ngọn 2 ly 8, dài 3m1, 3 khúc carbon dây trong, hãng đây qua. Thì cây này mã số 9 em bán phôi cho anh em mình là giá là 300.000 nha. Giờ cho anh em mình dựng lại. Tiếp với mình cây này là cái lua 2 khúc anh em, cây này hàng carbon. Cái này hàng China xúc cho anh em. Trên thân là dính 7 cá mịn đó, chắc là cá mè, cá lu gì, cá dễ mịn có dính đây nhóc cho nè. Cái này hàng carbon cho nên, nhưng mà hàng China xúc nha. Cái này dài 7,6 nè, dài gần 2m3 nè anh em. Cái này luôn mực luôn anh em ơi, luôn mực từ số 2 đến 3.5 anh em, thông số luôn mực á. Nó đi với bè 0.8 đến 1.5. Đó 7,6 là dài 2m3 nha, cái luôn mực hàng carbon. Đó, hàng carbon nha anh em, cây này hàng China xuất, ngọn 2 ly thì này cây em lu mực cũng được anh em, hoặc là em lu cá lóc cũng vẫn được. Lu cá lóc thì cây này size nó tầm khoảng ML nha anh em. Dài 2m3, hàng carbon, hàng China xuất Nhật. Cần mình đóng bụi đóng dơ hơi nhiều nha. Đó, thì thông số chi tiết của mình cây này. Cân nặng của mình là 178 g, cây này mã số 10 em bán giá là 300.000 nha, ngọn 2 ly. Tiếp đi nha mình cây này. Cây này là cây cần xuất lở nha anh em. Câu đa năng nè, lóng dài nha, cái lóng nó thu gọn chắc 1m15 ấy nè, dài 3m nha, cứng khoảng 15-20, hàng carbon đây, xuất lở. Bắt máy Fuji nè, trên thân mình nó cũng có chạy xước sơ sơ nè, hàng carbon này thấy không, dùng đúng, đúng giờ. Nắp chụp tất cả mình fan Fuji hết ha. Có cái đầu vu là dùng sứ đá trắng này nè, còn mấy fan còn lại là sứ đá xám nha. Đó, xuất lở, dài 3m, carbon xoắn đây nè. Cũng có chạy sờn nè, thấy không, chạy sờn nè.
Cây này cứng khoảng 15 nha anh em, dài 3 m, ngọn 2 ly 2. Dài 3 m xuất lở câu đa năng. Cân nặng của mình là 168 g, cây này mã số 11 nha, em bán quý chú bác mình giá là 300 ngàn thôi nè. Mã số 11 giá 300 nha. Tiếp đi nè mình cây này là cây cần hai khúc nha anh em, phân xích lá. Thì cây này cũng dễ nè, phân xích lá nhưng mà nó ngoại hình nó không có đẹp anh em ơi. Nè, lớp sơn bóng bên ngoài nó bị rộp nè anh em, lớp keo bóng bên ngoài nè, thấy không? Đây. Đó. Nên mà được cái thông số đẹp nha, cứng 80 2.7 hai khúc. Khoen là khoen xích lá. Khoen xích lá nè, chân khoen cũng xấu này thấy không? Keo khoen rồi nó mất hết nè, hầu như cái lớp keo cũ này nó mất hết rồi nè. Bắt máy là bắt máy Fuji carbon. Hư một khoen nè, khoen này cũng nó gắn tạm nè, nhìn thấy xấu gớm không nè, xấu gớm nè, nè. Mất đèn khoen nữa nè. Đó, đầu bu nó mất dòng xứ luôn rồi. Anh em thấy tình trạng không nha, hàng nguyên bản nha anh em. Hàng nguyên bản nha, cứng 80 2.7 nè, hãng Alpha Techco, sản xuất Korea nha, độ cứng rất là cao, cứng 80 2.7. Thì em bán anh em mình cây này 400 thôi, cũng như là bán cái sắt phôi cho anh em mình về mình dựng cần. Nha, anh em mua phôi 80 này, cây này về anh em mình lên bộ khoen anh em đánh cũng ngon cực kỳ. Cứng 80 luôn. 2.7 hai khúc. Thì cây này cân nặng của mình nó là 344 g. Cái ngọn của mình nó là 3 ly nha, cây này mã số 12 em bán giá là 400 ngàn, coi như là em mua sắt phôi nha anh em, cái khoen nào còn sử dụng không còn thì em bỏ. Sao 400 ngàn. Rồi tiếp đến mình cây này nha anh em. Cây ngọn sẽ thi đinh đặc nè, cái gốc nó bằng 1/2 ngọn này thấy chưa? Gốc là gốc carbon. Ngọn này ngọn sẽ thi đinh đặc nha, nhưng mà cái này dạng dẻo nè, dẻo lắm. Nè. Cứng phân chừng 30 thôi nha. Nè, cứng 30 mà ngọn sẽ thi đinh nha, ngọn sẽ thi đinh đặc, gốc là gốc carbon. Nè, cây này anh em kéo cho công chữ O cờ luôn nè. Cái cây này chùm dẻo nè, cây này là thích hợp một số anh em quấn cảm giác nè. Đó, nhưng mà em nhiều anh em thích lắm nha anh em, nhiều anh em sử dụng cái dòng này lắm. Ngọn to đàng hoàng nhưng mà nó thuộc dạng size dẻo, nhưng mà khoen là khoen sấy nữa nè anh em, ác thiệt. Hôm nay về hai cây bữa trước một cây, cây này cũng là khoen sấy nè, thấy không, sấy xuống nè, đó nó sấy cúp xuống nè, là cây này anh em công máy đứng nè, thấy không, không máy đứng khoen sấy nè, anh em nhìn là bộ khoen sấy nè, đó khoen là khoen xích nha anh em, nhưng mà không phải xích của Fuji thôi, xích của hãng đó thôi, dòng xứ là dòng xứ xích nè, đó rồi bắt máy là bắt máy Fuji tem vàng, ngọn là ngọn 2.5 ly nha anh em. Thì cây này anh em là đang có nhu cầu mua thì em bán cho anh em mình chỉ 400 thôi. Chiều dài thực tế của nó mình em cũng chả biết nữa anh em. Chiều dài thực tế của mình nó coi 1.2 1.4 1.6 1.8 2m 2.2 rồi 2m 2.3 anh em. Cái này dài 2.3 nha. Đó, gốc bằng 1/2 ngọn như thế này, mã số 13 nha, em bán giá là 400.000 nha anh em. Tiếp lên mình cây này cái cần tay nha anh em, một cái cần tay lóng dài. Một cần tay lóng dài, cây này anh em nó mất cái nút đít nè anh em. Nó mất nút đít, nó gắn cái nút cao su vô nè. Em cũng không có nút đít này gắn vô. Nên anh em thấy không, nút cao su nó hơi dài. Nó đội cái lóng thứ hai nó lồi lên chút xíu nè. Thì về anh em mình coi mình cắt cái cao su mình làm để cho nó im lại. Ha, cái này hàng carbon hãng có gì thì cũng không biết luôn nha anh em. Nhưng mà cái nền phôi đẹp. Không rõ hàng gì nha, nhưng mà 4H 3.3. Cần tay lóng dài, chuẩn nội địa Nhật nha anh em. Chuẩn hàng bãi Nhật. Đó, cái phôi này là không thể nào mà phôi China được nè. 4H nha anh em. 4H nha, cứng nha, cứng 4H nha, ngọn to. Nè, đọt 1.5 ly nha anh em. Dành cho anh em muốn size 3.3 nha, dài 3.3. Cân nặng của mình là 79 g. Cây này mã số 14 em bán giá là 400 ngàn thôi nha. Mã số 14 giá 400. Tiếp, anh em muốn chơi thằng này, cái này là cái phôi nha anh em. Một cái phôi cần isoniazin nhưng mà cái form là form cần tay nè, thấy chưa? Y như cần tay thì về anh em hạ tay nha, bắt máy Fuji. Gì nó như vậy nha anh em chứ không phải là cần tay nó lên nha. Nissin nè, đọt số 2 4.5 đàng hoàng này nè, thấy chưa? Cứng nội địa Nhật nè, Nissin nè. Thì nó mất hết cái dàn khoen ngọn rồi nè. Đây. Đó, nên em bán sát phôi cho anh em về ha tay. Cái này phôi rất đẹp nè. Trời ơi, đang quay cúp điện. Thiệt là tình. Cúp điện rồi anh em thông cảm giùm em nha anh em. Mình xài đỡ lần lát giùm em nha. Đó, thì cây này đẹp nè. Nè, nó không có gãy ngọn luôn anh em. Mà nó giục cái mối hàng của đầu bu nè. Nó văng mất tiêu luôn, anh em thấy chưa? Đó, ngọn nó 1 ly. Thì cây này hạ tay tầm khoảng 4H. À, cân nặng của mình cân nặng là 153 g. Thì cây này thì mã số 15 nha, em bán quý chú bác mình giá là 400 ngàn. Trời ơi, có lại rồi, cúp rồi, có gì trời. Mã số 15 nha anh em, 400 ngàn cây ISO hạ tay. Tiếp lên mình cây này cây xúc lở mà lạ quá nè anh em. Cái gốc nè, gốc làm như cái cần súp vậy, mà cái ngọn lên trên nhỏ xíu nè. Anh em nào thích cảm giác như thế này không, mà nó cứng nha anh em. Cây này thu gọn tới 1.3 m lận chú bác mình. Thu gọn gốc 1.3 m nè, cây này hãng có thằng Ryobi nội địa Nhật anh em, bắt máy Fuji tem vàng. Ryobi nội địa Nhật nè, cây này nè, cứng 80 2.4 m nè, thấy chưa?
độ cứng 80 2m4 nè, em bảo dưỡng nó cứng mà nó không phải ngắn đâu, nó hai lóng thôi, tất cả mình fan Fuji hết, không nứt không hư nè, thấy ngầu giờ 80 2m4 hai khúc thôi, cái góc thu gọn là 1m3 lận, quá ngầu. Carbon như em chuẩn nồi điện Nhật anh em, cây này là chuẩn nồi điện Nhật, nồi điện Nhật đầy đầu của tem vàng hoàng nha. Ngọn của mình là 2 ly, cân nặng của mình nó là 256 g, cây này mã số 16 nha, em bán giá là 400.000 anh em ơi. Tiếp lên mình cây lua rút mini nè, cây lua rút mini nha, thu gọn mình 20 nè, thu gọn mình có 35 cm thôi. Thì cây này là bắt máy, nhưng bắt máy giống như cái cần ply nha anh em, bắt máy này có thể cao thấp tùy ý nha nè. Ở bắt máy này không phải bắt máy kẹp, cũng không phải bắt máy dặn, mà bắt máy giống kiểu ply gì đó. Anh em cứ đê ra gắn máy vô, anh em kẹp xuống là cứ ngắt thôi, tùy anh em muốn chơi bắt máy cao cũng thấp tùy nha, không phải lỗi anh em, zin 100% như vậy. Tất cả của mình đều là fan Fuji đá xám anh em ơi. Một cái cần lua rút nha, hãng con xanh qua nè anh em, lua từ 7 đến 17 g, hàng made in Korea nè nha, tải cá như được 12 là bao nữa anh em, chiều dài 1m8, chiều dài 1m8 nha, carbon xoắn gân. Nhưng mà cây này anh em đo thực tế nó không có tới nha, nhưng mà hàng của mình thì không có gãy gì hết, em cũng không hiểu lý do, nhưng mà em có tới 2-3 cây lận, 2-3 cây như thế này nè ha, nó không có gãy anh em, không có dấu hiệu gãy, không có dấu hiệu gì hết, mà tại sao lại là nó không đúng 1m8 em mới tức đó, nó chỉ tầm không 1m7 thôi, chiều dài thực tế của mình á 2-3 cây như nhau thế này luôn. Em không biết là cái hãng mình nó đo như thế nào, thực tế như thế nào thì không biết, nhưng mà thực tế là trên cần ghi 1m8 rõ ràng, dài thực tế là 1m7 nha anh em, mua cây này lưu ý giùm em. Đó, nó lùa từ 7 đến 17 g mà size tương đương với size ML, còn cái cần lua rút nha, thu gọn có 35 cm thôi. Nè, ngọn 1 ly 8 nha anh em, ngọn này ngọn carbon đặc luôn nè, chứ không phải ngọn rỗng đâu. Không có dấu hiệu gãy. Em mới tức phải gãy không nói, không có dấu hiệu gãy. Thì anh em mua lưu ý giùm em. Thực tế là 1m7 nha, lua rút. Cân nặng của mình là 70 g, thu gọn 35 cm. Thì cây này mã số 17 em bán giá 400.000, anh em biết tại sao mà em biết cây này nó ngắn hơn không? Tại vì lúc trước em có bán cho một ông khách, bán cho một khách hàng rồi, hàng ship tới ông đo thực tế là 1m7, em mới tức nó tại sao cái nó 1m8, em kiểm tra rất là kỹ không có dấu hiệu gãy. Em mới kêu chú thôi, chú muốn lấy nhưng mà nó thôi chú gỡ gì con, để con kiểm tra lại. Đúng là ghê thì kiểm tra lại đúng 1m7 nè. Hôm nay em về tới 2 cây như thế này nữa, đo cũng y chang như vậy luôn, là không hiểu lý do tại sao để 1m8 mà giờ thực tế 1m7 nè. Là hàng hãng như vậy, em xin qua. Ha, thì anh em mua cái này lưu ý giùm em. Đó là cam kết không gãy nha, em dám cam kết em mình là không gãy ngọn, không hụt, không thay thế lúc nào hết. Nhưng mà giờ thực tế 1m7. Mã số 17 nha anh em, em bán giá 400.000 thôi. Cái lua rút. Rồi, tiếp cho mình cây này cây Heichi 2 khúc anh em, cây này đẹp nè. Hàng carbon nha, giả trúc nè, dài 1m8, cây này cứng khoảng 30 nha anh em. Bắt máy Fuji, tất cả mình fan Fuji hết. Tất cả mình fan Fuji nha. Giả trúc đẹp, 2 khúc, 1m8 Heichi carbon. Rồi, cân nặng của mình là 139 g. Ngọn của mình là 1 ly 8, cây này mã số 14, ổ 18 nha. 400.000 mã số 18 400. Tiếp với mình cây này cây 3 khúc anh em. Cây 3 khúc gì trong? Cây cuối cùng hàng đẹp nhất. Đợt này về đâu 5-7 cây rồi bán hết trơn. Cái cây 2 khúc bán hết rồi, còn sót lại cây này. Cây này là cây 3 khúc nha, cây hãng của NFT nữa nè. Đẹp xuất sắc tuyệt vời luôn anh em. Bắt máy nè, NFT nè, bắt máy Fuji NFT chính hãng, cứng 30 36 3 khúc nha. NFT bao lớp dòng Mighty luôn nè, sóng hay da. Mà nó cứng 30 nha anh em. Cứng 30 có cần quấn lăng xê nha, không phải cần đánh lục nha. Quý chú bác mình lưu ý giùm em, cứng 30 con ngâm lăng xê. Nè, nó sóng hai gần hai da tới ngọn luôn nè. Sóng bầu lớp. Thì cây này anh em về anh em làm cần tay anh em đánh cũng ngon anh em, hoặc là một cần để dành mình câu ngâm lăng xê quấn mè rồi đó, quấn mè cá chép rồi đó là cực kỳ ngon luôn. Nha, không phải đánh lục đâu, đừng có nhầm tưởng mà cứng 30 đánh lục mua vô nha anh em. Cân nặng của mình là 264 g. Ngọn của mình á là cây này ngọn 2 ly 7. Cây này mã số 19 nha, bán giá 500.000. Cây này nếu mà cần cứng 30 đến lục nó đâu có giá 500 đâu anh em ơi. Nhiều chú bác mình cứ nghĩ vậy, 500 nếu mà cây này mà cứng 30 mà đánh lục thì giá nó phải 1,5 triệu đâu lên rồi anh em, không có giá mà 500 cho anh em mình mua đâu. Nên anh em mình đừng có lầm tưởng bậy bạ cho anh em. Đừng thấy trong số mình không rành mình mua rồi mua về bị lầm, hoặc là tới hàng tới mình nói ủa sao cái cần mình nó mềm vậy. Thì lại xung đột với người bán nha. Đó. Thì em nắm rất rõ mấy thông số cần như vậy nên em tư vấn trước cho anh em mình, để tránh trường hợp anh em mình mua nó không đúng sản phẩm, không đúng cái thông số, không đúng cái độ cứng, không đúng cái nhu cầu mình cần, thì lại mang tiếng bơm hàng. Đó, nhận thì câu không được, mà không nhận thì mang tiếng bơm hàng. Nên em tư vấn rõ ngay từ đầu cho anh em mình rất là kỹ. Rồi, tiếp tục với mình cây này. Cây này là cây ISO khoan nhỏ anh em, thu gọn của mình có 90 cm thôi. Cây này hãng của Olobit nha, bắt máy Fuji đồng nè, bằng đồng anh em. Cây này hàng nội địa Nhật đầy đầu nè, phôi cực kỳ tốt.
đem vào đánh ISO biển luôn nè, lấy cái này về chơi nha, pho cực kỳ tốt, đảm bảo anh em mình không bao giờ gãy tầm bậy đâu, đặc biệt là dòng mấy cái dòng đầy đầu này nè, cái này hãng Olympic, thu gọn có 90 xăng thôi, tất cả mình fan Fuji nè. Thì nguyên cái dàn fan ngọn như này anh em nó không đồng bộ nha, fan như này của mình là fan Fuji dạ quang nè, nguyên dàn fan cho mình có hai loại ba loại luôn nè, fan này fan đá xám nè, hai cái fan này là hai fan Fuji nè, hai fan này fan Fuji chân đen nè, đó coi như là 5 fan hết, 3 fan đá xám, 2 fan xích, coi như là nó không đồng bộ, nhưng mà tất cả fan Fuji hết. Cái này dài 5m4 nha anh em, độ cứng là đọt số 3 nha, đọt số 3, ISO fan nhỏ, thân có chạy xước nè. Anh em thấy chưa? Đời đầu nhưng mà chạy xước này nó không ảnh hưởng gì đâu nè. Anh em muốn đẹp thì về mình cứ dậm sơ lại thôi, mình mua cái chai sơn bóng mình dậm sơ lại là đẹp luôn. Ha, không có cái nào mà có ảnh hưởng tới phôi hết. Thì đó, đặc biệt là anh em mình hay đánh ISO biển gần đâu đó, bờ kèo đó. Thì những dòng đó nếu mà anh em câu ISO mà đồ nó hơi giảm giảm tí xíu là anh em giật nó rất là dễ gãy. Còn cái phôi này là chuẩn cho anh em mình chơi là đọt số 3. Nào, zin tới ngọn. Đọt 1 ly rưỡi nha anh em, đọt 1 ly rưỡi, thông số là cứng 3, dài 5m3. Cân nặng của mình là 310g, thì cây này mã số 20 nha, em bán giá là 500.000. Tiếp lên cho mình cây này cây xuất lở nha anh em. Cây này hãng của thằng Suzumi, dòng này dòng đời mới nha anh em. À, hãng Suzumi nè, dài 3m9, xuất lở cứng 25 nha, 25 dài 3m9, made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha, tem vàng nội địa. Đó, cây này đẹp lắm nè, nó có dính bụi dính dơ, nó chạy xước sơ sơ thôi, full Fuji hết, bắt máy Fuji, fan Fuji, nó zin 100%, tất cả mình fan Fuji nè, hoàn thiện, không nứt không hư, nó đóng ở trong rất là mới, cái gốc thì nó chạy xước một vài chỗ linh tinh, thôi ở trong thì rất là mới đây nè, đó. Nguyên zin nguyên bản nha, xuất lở cứng 25 và 3m9, đọt 2 ly 6, cân nặng của mình là 283g nha, gốc của mình là 24.5. cây này mã số 21 có 500.000 nha anh em, 21 500.000. Tiếp lên mình cái lua một khúc, cái lua VIP nha anh em, cây này hãng của Team Daiwa, một cái lua liền một khúc nha, nó lua một khúc nha anh em, size tầm phải MH anh em, cứng lắm, một khúc mà MH nó cứng lắm. Một cây Team Daiwa phiên bản special nè, bản đặc biệt luôn này, thấy không? Cán gỗ bằng. Anh em mình chơi lua mấy ngàn lúc cái này. Cây này hàng made in Taiwan nha, sản xuất Taiwan xuất Nhật. Của mình dài 6.6 size MH này, thấy không? MH mà một khúc nó cứng lắm. Thì 6.6 nó dài 1m98 nha, size MH nè, lua từ 1/4 đến 1 OZ, tải cá từ 10 đến 20 là bao. Đó, HVS chống nổ cần nè, một cây Daiwa Zero. Nè, cái keo bóng trên phôi mình nè, nó bị rộp này, thấy không? Nè, nè. Đó, nguyên cái dàn khoen này anh em, nó kiểu như là nó giống như là khoen titan đời cổ vậy nè, không, khoen này khoen xích gôn thôi, xích gôn thôi, nhưng mà lâu ngày nó mạ cái lớp mạ vàng nó trôi nè anh em, nó còn hơi ngà ngà này, thấy không, mà dòng xứ xích nè. Đó, phôi thì mình có bị lợp sơn bóng bên ngoài nè anh em nha, hàng nguyên bản hết anh em nè, nhưng mà nó keo bóng bên ngoài cái phôi của mình nè, nó bị rộp này, thấy chưa? Thì cây này sẵn về anh em mình làm lại luôn nè, cắt ra hai khúc mình làm lại cái lớp sơn cho nó đẹp luôn. Mất cái đầu bu nè, đầu bu nó mất cái xứ rồi nè, kiếm không gặp nha, cái dòng xứ đó em kiếm không gặp, liền một khúc size MH rất là cứng, một khúc MH nó cứng lắm, cân nặng của mình 110g, ngọn của mình 2 ly rưỡi nha. Cây này mã số 22, em bán giá 500 thôi. Đó, giống như anh em mua một cái phôi về mình dựng thôi nè, chứ nguyên cái dàn khoen này 500.000 là anh em mình dư sức rồi, nguyên cái dàn khoen xích đây nè, thiếu đầu bu rồi 500.000 là anh em mình dư vốn rồi, đừng tính tới cái phôi nha. Mã số 22 em bán giá là 500.000. tiếp bên mình cây này hai khúc anh em, một cây hai khúc hàng carbon nha, bắt máy Fuji, tất cả mình fan Fuji hết, độ cứng nè 60 đến 80 dài 1m8 nha, 60 80 dài 1m8 cộng lại chi đo là cứng 70. Ngọn tháp nha anh em, ngọn tháp xài thi tinh nè, tất cả mình fan Fuji 1m8 hai khúc carbon. Đó anh em chú bác mình thấy không? Nha, đọt 2 ly 2, cân nặng của mình là 372g, cây này mã số 23, em bán giá là 500.000 nha, bắt máy Fuji, tất cả Fuji hết. Hàng carbon, độ cứng cao cứng 70 mét 8, 500.000 thôi nè. Tiếp với mình cái này cần súp nha em, một cái cần súp carbon, một cái súp carbon bắt máy Fuji tem vàng nha, hãng Olympic nè, cái màu lạ lên nè, cái màu giống như màu vỏ đậu vậy, màu bả đậu vậy nè. Hàng carbon hãng Olympic nha, cái này hàng nội địa Nhật nè, bắt máy Fuji tem vàng, cái này dài 3m9 nha, cứng khoảng 25-27 nè. Carbon nha, nắp chụp đàng hoàng, tất cả mình fan Fuji hết, cái màu lạ lắm, tất cả mình fan Fuji nè, không nứt không hư nè. Cái gốc chỗ này nó có trầy này nè, trầy cái này là do nó bị dính cái hộp cát trong thân nè, cây là lúc trước nó quấn bạc bãi biển nè, nó có cát trong thân nè, nó mới trầy kiểu này, đúng không? Mấy hộp cát nó hơi to nè, bây giờ em đẩy nó vẫn nghe sột sột nè, chứ không phải là trầy xước do câu nè.
xước cho câu là xước thẳng, còn xước xéo xéo là do cát nằm trong thân anh em kéo và kéo vô á, nó chạy luôn, nó chạy. Còn lóng trên này đẹp, lóng góc cũng đẹp nữa nè, hàng đặc biệt nha, hàng nguyên bản nha, hàng nguyên zin nguyên bản nha anh em, đọt 2,5 ly nè, cứng khoảng 25-27, dài 3,9 m, một cái súp carbon không lỗi lầm gì hết. Cân nặng của mình là 350 g, cây là mã số 24 nha, bán cho quý chú bác mình giá là 600.000 nha anh em. Tiếp tục cho mình cây này, cái ISO khoang lớn nha, cây hàng của Nissin nè anh em chú bác mình, Nissin luôn nè, ISO khoang lớn hàng Nissin nha. Cái gốc của mình anh em nó hơi dơ nè, nó hơi dơ, nó hơi sờn sờn anh em, hơi sờn sờn ố ố nha, lóng ở trong tuyệt đẹp luôn, bắt máy Fuji tem vàng, đọt số 3 và 4,5 m nha em, dòng All Star hãng của Nissin. Cái góc anh em cảm giác là nó hơi dơ, anh em hơi dơ, nó cũng hơi sờn sờn nè, anh em nhìn nó không có đẹp lắm, bây giờ nó không đẹp bóng mới lắm, nhưng mà trong đẹp lắm, trong máy tinh là tất cả mình fan Fuji, không nứt không hư fan nào đó, lóng ở trong anh em nhìn nè. Thôi, nó cũng có trầy sờn, anh em nhìn kỹ nè, nó cũng có trầy sờn nè, thấy không nè, nó nhưng mà nhìn xa là đẹp nha anh em, nhìn xa không thấy đâu. Đó. Nissin đọt số 3 dài 4,5 m, ngọn 2 ly, cân nặng của mình 217 g, mã số 25, 600.000 luôn. Tiếp lên mình cây 2 khúc anh em, xoắn 2 ga từ gốc đến ngọn, bow lớp nè, cắt fit carbon nè, hãng Alpha Techco nữa nè, hãng có Alpha Techco nha, xoắn 2 ga từ gốc đến ngọn hết, rất mới, tất cả mình fan Fuji, bắt máy Fuji tem vàng luôn, carbon cứng 50, 2,7 m, 2 khúc, em thấy không, xoắn từ gốc đến ngọn rất là mới, tất cả mình fan Fuji, đọt to nha anh em, 80, 2,7 m, ở 50, 2,7 m, cân nặng của mình là 312 g, ngọn của mình là 2,7 ly, cây này mã số 26, em bán giá là 800. Tiếp đi mình, cây này là cần hàng của Mỹ nha anh em, hãng của Mỹ nha. Thì cây này nó làm nguyên dàn phen lại nè, mừng là nguyên dàn phen xích lâu ơ lại nên mừng. Chỗ này em lọt ra thử có bị gì không, chắc không bị gì đâu nè, khỏi lọt thì cam kết với anh em mình, cái góc này không có bị gì đâu, nó quấn mấy cái tay cầm gầm cho chắc thôi nè, nó quấn mấy cái mặt tay cầm nè, thích về anh em gỡ ra thôi, nếu anh em về anh em gỡ ra phải không, ở trong nó có lỗi anh em báo em, đảm bảo bán cho anh em mình giá đẹp luôn. Còn hiện tại là em không có lọt cả nha, em bán theo có giá nguyên bản như thế này, về anh em cứ tin tưởng em lọt đi, ở trong này có dấu hiệu dập gãy chấp vá gì á, anh em có chụp hình gỡ cho em, em bán anh em phần nửa giá. Ví dụ cây này bán 800 thôi, giả sử trong đây có vết nứt vết dập gì đó không, sẵn sàng bán anh em mình 400.000 ha, mặc dù em chưa khui nhưng mà em dám tự tin em bán cho anh em như vậy đó. Thì cây này hãng của ông Maya nè anh em, hãng của ông Maya Inox nè, cây này hàng thì mặt in ra băng là chuẩn nội địa Nhật rồi, nhưng mà hãng của ông Mỹ nè, Maya Inox USA nè anh em, rồi độ cứng của mình là cứng 60 và 3,33 m/3 khúc. Cây này anh em nguyên cái dàn phen nó làm lại hết rồi, nó làm được nguyên cái dàn phen Cushit Lower nè, kể cả bu chống xoắn luôn anh em, bây giờ nè, 1 khoen 2 khoen 3 khoen 4 khoen 5 khoen 6 khoen 7 khoen 8 khoen 9 khoen 10 khoen 11 khoen 12 khoen 13 khoen 14 khoen 15 khoen 16 khoen 17 cái khoen Cushit Lower, anh em thấy ngầu không, mừng, mừng là hai nguyên dàn khoen kệ đó, khoen này đều xịn rồi, bao xịn rồi đó, trên mấy cần viết bắt tiền mới có khoen này, nên thay khoen này nó có chơi được. Cái khoen cũ của nó là khoen xích chân đen nha, còn cái fan zin nó là như thế này. Em bán anh em mình cái gì 800 thôi, coi như là 17 cái fan Fuji này anh em là 800.000, anh em mình cũng dư tiền rồi, không có tính thế xác thôi. Còn cái dây này, cái dây an toàn anh em, cái dây an toàn sợ nó cá lôi xuống biển nè, cái dây an toàn nó quấn luôn, em chưa có gỡ ra ha. Tình trạng cộng như vậy, cứng 60 và 3,33 m/3 khúc, cân nặng của mình là 460 g, ngọn của mình là 3 ly nha, 3 ly hơn chút xíu mà tính 3 ly thôi, cần mã số 27, em bán giá là 800.000. Tiếp bên mình cây ISO khoang lớn khoang xích nè, anh em chơi cái cần xịn lấy cây này, muốn chơi cần xịn nè, hãng có Maxtech nha anh em, hàng carbon, cây này đẹp lắm, nguyên zin nguyên bản nè, bắt máy Fuji tem vàng. Cây này đọt số 4 nha anh em, đọt số 4 dài 5,3 m, ISO khoang lớn nha, made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật, hàng carbon tem vàng xuất Nhật đây, mới tin nè. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết nha, tất cả fan xích không lỗi, không nứt, không hư bất kỳ một khoang nào hết, sang xích luôn nha, phô rất đẹp nè, đọt số 4 cũng có chạy sờn tí tí nhưng mà rất đẹp rất mới. Đọt số 4 5,3 m, anh em muốn chơi ISO phen lớn, hàng xịn á, phen xích giá rẻ thì lượm cây này, đọt 1,8 l nha anh em, đọt 1,8 l. Còn số 4 dài 5,3 m, cân nặng của mình mất tiêu, cái cân đi khùng, cân nặng của mình là 338 g, cây mã số 28 nha, em bán quý chú bác mình giá 1 triệu thôi, zin 100% đấy nè,
giá 1 triệu nha, đọt số 4 5 mét bao căng xích. Tiếp đối với mình một cây cần súp nha, cây súp thích hợp cho chú bác mình lớn tuổi nè, quấn đầu cần nè. Một cây hãng Koryubi nha, cứng 23 dài 4 mét nha anh em. Bow Action, hàng made in Korea. Tem vàng xuất Nhật đây, đẹp lắm, mới tinh căng xích luôn. 23 4 mét nha, form cần nhỏ gọn, thích hợp cho quý chú bác quấn lục đầu cần, quấn Luger nó quấn lăng xê đâu. Bắt máy Fuji nha, tất cả mình khen Fuji nè. Tất cả xích hết, xích nồng súng nè. Không hư, không nứt phen nào. Nó chạy xước tí xíu chỗ này một tí. Kho này thì rất đẹp. Ngọn 2 ly 4 nha quý chú bác mình ơi, ngọn 2 ly 4 cứng 23 dài 4 mét. Cân nặng của mình là 360g, gốc của mình là 22 thôi. Đó, cây này mã số 29, bán quý chú bác mình giá 1 triệu nha. 1 triệu nguyên zin nguyên bản hết anh em, giá 1 triệu. Rồi, tiếp cho như mình cây này hãng con Sustar nha anh em, cây này hãng Sustar, hàng nội địa Nhật nè. Hàng carbon, cứng 30 4,5 luôn. Cứng 30 4,5. Hãng Sustar, hàng nội địa Nhật, ngoại hình cũng rất mới rất đẹp nè, cũng có trầy xước nha anh em. Nó cũng có trầy xước nhưng mà tổng thể là đẹp, bắt máy Fuji, tem vàng nội địa đây, hãng Sustar. Tất cả của mình đều là fan Fuji. Không nứt, không hư khoang nào, carbon xoắn. Đó, em nói phôi mà, phôi còn rất mới nè. Cũng rất đẹp nữa nè. Giá cũng rất mềm cho anh em mình chơi luôn. Có chạy sờn tí nè, không? Khoang không nứt không hư gì hết nha anh em, ngọn 2 ly rưỡi. Ngọn 2 ly rưỡi, cứng 2 cứng 30 và 4,5 nha, cân nặng của mình là 340g. Gốc của mình chỉ có 24.5 thôi, cây này mã số 30 em bán giá là 700.000. Cái cuối cùng trong video hôm nay lâu lắm rồi em mới gặp lại thằng này nha anh em. Gamakasu, cái bao này bao da dê này, zin của nó này anh em. Cái này bao da dê phải bao thường nữa anh em. Phải da thường nha. Đó, một cây Gamakasu, hơi bụi hơi dơ tí rồi, về anh em lao rồi mới tin. 5m3 thẳng tưng 4H nha, Gamakasu dòng đời cao luôn đây. Zoom 3 chế độ 5m3 49 1,5. Cây này mất cái nút rồi nè, em gắn kiếm cái nút vừa gắn vô mà cái nút này thì nó không vừa lắm, thì về cái này anh em cắt nha. Cắt ngắn lại nè. Cắt ngắn anh em mài nhỏ lên cho nó vừa nha. Đó, cái nút này đẹp. Em không dám nông vô nhiều khi sợ nó dính kẹt quá hoặc là nó tức nó nứt luôn cái đầu gao lóng này thì báo nữa. Cái cần ta đang đẹp nha anh em. Nè. Cần mới nè, nhưng mà nó hơi dơ nha, cảm giác hơi dơ một tí, về anh em mình lau chùi giúp em. Gam Microsoft lâu lâu lắm rồi mới gặp lại anh em. Lâu lắm rồi mới gặp lại em này. 4,9 nè. 4,5 nè anh em thấy không? Nè. Thôi nè. hơi dơ kiểu là ố màng dầu nè, bụi bẩn bẩn vậy. Em chưa có lau chùi nè, cái này về anh em kỹ lau chùi kỹ là mới lắm á. Zin 100% anh, đồ bu xe 360 nè. Em đố anh em mình kiếm cần Trung Quốc, cần Đài Loan bây giờ mà anh em kiếm được cái đầu bu nhỏ mà nó xoay kiểu này, đố anh em kiếm gặp nha, đố anh em kiếm được. Đó, thu gọn của mình thì 20-40, thu gọn khoảng 50cm. Lâu lắm rồi mới gặp lại nè, có đợt em về như mười mấy cây mà lâu lắm rồi. Toàn là zoom thế này không. Cây này cân nặng mình 118g. Đợt như về 16-17 cây anh em. Nó zoom từ 3,6 anh em. Từ 3,6 đổ lên, nhưng mà nó không, nó có mấy cây là nó cứng thôi, còn lại đa số là cần câu suối không. Cây này thì được 4H. Em nhớ là từ 3,6 nó zoom 3,6, 3,9 nè, 4,2 nè. Mười mấy cây nào cũng zoom hết, toàn là gamma cao su luôn, cho tới 7m2, 8m1 là em nhớ về một đợt đó em bán quá trời bán đợt đó mười mấy cây, mà tới nay là kiếm không còn nữa nè, là tới bây giờ luôn mới gặp lại thằng này nha. Thì cây này mã số cuối cùng trong video hôm nay em bán cho nên mã số 31, giá là 2 triệu nha em, 2 triệu nha. Yamakasu thương hiệu số 1 Nhật Bản. Thì đó là tất cả mặt hàng hôm nay, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý chú bác quý chị em mình trong những video theo. Xin chào, chúc sức khỏe, chúc may mắn, chúc toàn thể quý chú bác quý anh em mình thành công vạn sự như ý.